Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Rồi, đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trên những cái khung giờ quen thuộc. Hôm nay ngày 20 Tết rồi, tôi sẽ tiếp tục tôi chia sẻ với các bạn về cái chủ đề về cây mai các bạn. Hầu như là Tết ai cũng quan tâm đến cây mai nhiều nhất, bông hoa nhiều nhất. Rồi, hôm nay là cây mai của tôi là ngày 20 nói như thế này đây. Phải nói rằng là cái thời tiết hôm nay rất là thất thường các bạn ha. Không riêng về các tỉnh miền Trung như miền Bắc mà cả khu vực Sài Gòn cũng vậy. Mấy ngày nay tôi nói trời nó âm u quá trời, âm u luôn, mưa lất pha lất phất như thế này. Bởi vậy cái cây mai à, đây cái cây mai huyền thoại, cái cây mai hình ly rượu này, tôi thấy lá hôm ngày 16, mỗi năm là ngày 20 thì nó sẽ bung giả lụa hết. Hôm nay thì nó do cái khí hậu nó không có, nó mát, đồng thời nó không có nắng nhiều các bạn, thành ra các bạn thấy không, cây mai nó đen từ lùi à. Trời ơi, nhìn cây mai đứt từ đoạn ruột các bạn, nó đen giống như cái tiền đồ của chị dậu vậy. Trời ơi, cái kiểu này thôi Tết hôm nay là tiêu rồi, nhưng mà không sao. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái trường hợp cây mai mà nở muộn chúng ta phải xử lý như thế nào. Quan trọng nhất là các bạn đoán được cái ngày nở, cây bông và cái tình hình phát triển của nụ. Thì đương nhiên khi mà chúng ta can thiệp vô một số hoạt chất chúng ta dùng để chúng ta can thiệp vô thì cây mai nó không nở đẹp bằng tự nhiên, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận thôi. Bởi vì có còn hơn không, nếu mà các bạn để tự nhiên như thế này, những cây mai mà cây mai ngày 20 Tết vẫn còn đang thừa lùi ha, đen như thế này đó các bạn thấy nụ không, nụ đen, thì cây mai này nó sẽ nở rộ vào ngày mùng 3 mùng 5 Tết thôi. Tết hôm nay là cây mai này nếu mà không phun thuốc thì không được rồi. Các bạn hãy nhìn nụ mà đón mai ha. Ngày 20 Tết nếu mà khu vực Sài Gòn, khu vực Sài Gòn miền Đông và miền Tây Nam Bộ, cây mai nó phải sáng như thế này các bạn nhìn thấy không. Tôi dùng cái thuật ngữ là sáng lên là cây mai có thể là nó bung cái vỏ lụa, là các bạn nhìn thấy không, những cái vỏ lụa nó nứt ra thế này nè, là nó nứt, nó tróc ra như thế này ngày. Khi mà tôi quay phim được bấm máy, tôi quay một lúc sáng sớm, hiện giờ bây giờ là mới có chưa 7 giờ, có thể đến chiều là những cái mùa mai nó sẽ sáng lên. Các bạn lưu ý ha, ngày 20 các bạn ra các bạn thăm vườn, các bạn xem là cây mai của các bạn, nếu cây mai của các bạn nó bung vỏ lụa như thế này, nứt vỏ lụa như thế này, thì bảo đảm với các bạn là cây mai nó sẽ kịp Tết. Nhưng mà tuy nhiên để mà chúng ta mà nhìn vô nụ mai để chúng ta quyết định là tiến hành là có nên là phun thuốc hay không thì nó còn tùy thuộc vào kinh nghiệm của các bạn. Bởi vì khi mà cây mai thì các bạn đã biết rồi, cái nụ mai nó không bao giờ nó đều hết, hầu như là ít có cây mai nào mà nó đều 90% là nụ nó y chang với nhau, nó không có đâu các bạn. Nụ lớn nụ nhỏ cũng như là cây mai này các bạn thấy không, có những nụ lớn như thế này đây, nụ lớn và đồng thời có những cái nụ nó nứt ra rồi nè, nụ này nè nứt nè ha, nứt ra rồi, và đồng thời có cái nụ mà nó sáng lên bung vỏ chấu. Nhưng mà các bạn phải nhìn vô tổng thể của cây mai, mình tính vô vào cái số đông để mình tiến hành, để mình phun thuốc để mình kích thích cho cây mai nó nở vào cái thời điểm mình mong muốn. Tôi chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm để tôi làm cây bông mai nó, những cây bông mai nó nở chậm, kích cho nó nở lên theo đúng thời điểm mình mong muốn. Chứ còn vấn đề mà quyết định các bạn sử dụng thuốc nhiều hay ít, hay là còn do lượng của các bạn, nó đòi hỏi kinh nghiệm của các bạn, là tôi không thể nào tôi chia sẻ được hết. Chứ bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn một số cái dòng thuốc để các bạn mà kích thích cho cây mai nó nở, như cây mai này nè. Như cây mai này bắt buộc cây mai này chúng ta phải sử dụng thuốc rồi. Các bạn thấy không, nó đang thui nè. Hôm nay là 20 Tết rồi mà nụ rất là mập, nụ rất là mẩy ha, nhưng mà nụ nó chưa bung. Nếu mà nó bung cái vỏ lụa thì tôi sẽ để tự nhiên, tôi không sử dụng thuốc. Mà bây giờ cây này sử dụng thuốc thì cái thuốc sử dụng của nó các bạn lưu ý ha. Tôi thì hôm nay tôi quyết định tôi sử dụng cái thuốc này, cái Atonic. Tôi sẽ sử dụng Atonic. Cái vấn đề là cái liều lượng pha thì trên nhà thuốc thì họ cũng đã chia sẻ trong đây rồi. Thông thường thì tôi pha là cứ 1 gram, thông thường tôi pha là 1 gram cho 1 lít nước, các bạn 1 ml cho 1 lít nước. Sau tôi tưới vô gốc, các bạn tưới thì hôm nay thì các bạn tưới cho nó một lần ha, một lần tưới thôi, tưới cho nó gốc thôi. Xong rồi chúng ta theo dõi nụ. Nếu các bạn có thể thì các bạn có thể là phun lên trên thân á, trên toàn bộ cái cây mai này, toàn bộ trên lá nó một liều nữa. Thì thuốc á thì chúng ta có thể sử dụng là, thứ nhất là chúng ta sử dụng là thuốc để kích thích để cho cây mai nó nở.
Bởi có nhiều bạn có vấn đề sai lầm của các bạn là các bạn thường là các bạn thấy cái mai nở chậm thì các bạn sử dụng cái nguồn thuốc mà kích ra bông các bạn phun, không phải đâu các bạn. Các bạn phun thuốc kích thích tăng trưởng. Khi mà chúng ta phun thuốc kích thích tăng trưởng thì nó sẽ làm bật những cái mầm ra, nó bung ra, thành ra các bạn dùng loại thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng để các bạn kích cho cái nụ mai nó nở ha. Nếu mà các bạn không có Atonic á, thì các bạn có thể sử dụng cái thằng rod này cũng rất là hiệu quả nè. Rod này hiệu quả ha, các bạn có thể sử dụng rod hoặc là các bạn có thể là sử dụng là B1 cũng được, Còn cái vấn đề mà khi mà phun thuốc Cansibor đây, Cansibor này các bạn phun thuốc để các bạn giữ cho cái nụ nó bền cây, nó tránh cái trường hợp mà nó rụng nụ. Đó các bạn, vấn đề là phun thuốc là như vậy ha. Đó. Đây, cây này tôi quyết định tôi sẽ tưới một cái liều thuốc Atonic. Khi mà làm phim xong rồi tôi sẽ pha cái này, tôi sẽ tưới vô gốc của nó. Và đồng thời tôi sẽ phun lên trên toàn thân nó một lần. Sau một vài ngày nữa tôi sẽ tiếp tục tôi phun thêm một cái lượng Cansibor để tôi giữ cho cái nụ của nó không bị rụng nụ. Các bạn lưu ý ha, có nhiều bạn thì thích sử dụng cái nguồn phân mà kích thích tăng trưởng mạnh lại NPK là 30-10-10. Các bạn lưu ý khi mà các bạn sử dụng cái nguồn gốc NPK đó, NPK các bạn nếu mà các bạn làm phạm thuốc á, các bạn sử dụng mà lạm dụng quá thì cái nụ nó rất dễ bị rụng, nó cái dạng như là nó dư cái lượng, dư lượng phân nó sẽ bị dễ rụng nụ ha. Đó, đây là một cách. Như cây này hôm nay thì chắc chắn rồi, các bạn phải tiến hành, các bạn phải kích thuốc thôi. Chứ thật ra mà nói thì tôi cũng không có thích trong cái vấn đề mà sử dụng thuốc cho cây nó, cho cây mai nó nhiều quá, bởi vì lỡ mà sai lầm một cái thì nụ nó rụng nó cũng vậy thôi. Là các bạn phun này ha, và thấy nụ rất là nhiều nụ luôn mà sao đang tùi lùi ấy trời. Còn cái phương pháp thứ hai nữa, chúng ta để kích thích cho cây mai nó nở đây nè ha, các bạn thấy ha, những cây mai nở chậm như thế này thì các bạn chịu khó ha, các bạn hái bỏ bớt những cái ngọn này đây nè, các bạn bẻ đi các bạn hái cái đây là cái mầm này nè, cái mầm này là mầm lá mầm lá thì các bạn cắt đi. Hôm nay tôi có một tay thành ra tôi dùng kéo không được, tôi bấm vậy thôi, chứ thật ra bẻ vậy thôi, thật ra các bạn dùng kéo các bạn cắt, các bạn bỏ cái ngọn này đi ha. Đây nè, mấy cái ngọn này là các bạn, ngọn này là ngọn lá nè. Khi mà các bạn bấm bỏ cái ngọn lá này á, bỏ ngọn lá thì nó sẽ không có đẩy lên chất bổ dưỡng, nó không đẩy lên, nó nuôi trên ngọn lá nữa, mà nó sẽ kích thích nó sẽ nuôi cái nụ này, nó làm cho cái nụ nó bung ra, nó phát triển. Đây là một cái phương pháp mà chúng ta không cần sử dụng thuốc, nó cũng khá là hiệu quả. Cái vụ này tôi cũng học được trong một số nhà vườn, người ta chia sẻ nè. Cái ngọn này các bạn bẻ ngọn đi, hái ngọn đi ha, chút cái tôi sẽ tiến hành tôi bấm hàng loạt hết cho nó lên rồi ha. Đây nè các bạn, nè cái chòi này nè, chòi này là chòi lá nha, không phải là chòi bông. Cái chòi mà nó nhọn nó dài như thế này nè, để được đây cạnh nè, các bạn thấy không, đây là một cái chùm nụ, một cái chùm nụ nè các bạn, nè nụ quá trời nụ không. Trên đây là cái chòi nè, đây là cái chòi nè. Cái chòi này là cái nụ này, nụ búp nè, cái nụ nụ búp lá, cái nụ lọc á, thì bao giờ cũng vậy, nó cũng nó nhọn, nó thon, nó dài, nó không có bầu cũng như là cái chòi nụ, thì các bạn cứ bẻ đi, bẻ đi ha. Đó là các bạn sử dụng trong một số trường hợp mà cây mai nó nở muộn. Còn nếu mà cây mai mà nó có nguy cơ nó nở sớm, có một số bạn nói là cây mai nở sớm thì các bạn cắt nước, nó đi. Các bạn đem vô mát, hạ nhiệt độ, các bạn thì tưới nước đá vô gốc. Khi mà các bạn tưới nước đá vô gốc thì cây mai nó lạnh quá, nó sẽ bị bỏng lạnh, cây mai nó dễ bị chết lắm đó nha. Còn có vấn đề mà các bạn mà cắt nước cây mai, giống như là cái trường hợp là cây mai nó nở sớm như thế này, có một số bạn thì không muốn nó phát triển nữa, thì các bạn sẽ cắt nước cho nó xong rồi từ từ các bạn sẽ tưới nước lại, thì cây mai nó sẽ chậm phát triển. Cái đó thì trên nguyên tắc thì nó là đúng, bởi vì khi mà chúng ta không có nguồn nước thì cái nụ mai nó phát triển chậm lại. Nhưng các bạn có biết rằng là khi mà cây mai của các bạn là trong chậu, lúc nào nó có độ ẩm, khi mà các bạn cắt nước thì cây mai của các bạn nó đã lòi những cái nụ đã rồi. Cắt nước thì cắt nước chứ, nó vẫn phát triển, nó vẫn có cái nguồn nước, nó vẫn có cái hơi ẩm từ cái trong cái gốc nó phát triển, thì nó sẽ nuôi những cái mầm nụ thế này. Khi mà nụ nó lòi xanh thế này, các bạn không có nước, khi các bạn tưới nước vô nữa thì nó rụng nụ hết, cũng vậy. Thôi thì cách mà tốt nhất những cây mai nó nở sớm thì các bạn hãy cho nó nở đi, để mình chơi Tết kệ nó, hoặc các bạn đưa vô mát, các bạn hạ nhiệt độ nó, các bạn không có tưới nước đá ha, tưới nước đá nhiều nó bị bỏng rễ nó chết á.
đó vậy thôi. Tôi tỷ chia sẻ như vậy là cả hai cái cách, một cái cách đó là kích cho mai nở sớm, một cái cách là làm cho mai nở chậm, làm mai nở chậm duy nhất đưa vô mát. Bởi vì cái mai nó càng nắng nóng chừng nào nó càng kích thích, nó càng dễ nở. Cũng như là cái cây này, là cây mai này, là cây mai cúc mai vậy là muộn rồi các bạn, muộn rồi. Tôi cũng sẽ tiến hành, nếu mà hôm nay mà tôi tưới nít cho nó, tôi kích thích cho nó ra bông á, thì cây mai lớn này kịp nè, cây mai lớn này có thể kịp. Nhưng mà cây mai này tôi cũng vẫn tưới bình thường thôi, kệ nó nở thì nở, nó không nở quá gia duyên mình chơi cũng không sao. Tại vì tôi không muốn ép nó nhiều quá các bạn, ép nó nhiều quá là cây mai mình sau Tết rồi nó cũng sẽ bị hư á, nó dễ bị chết lắm. Như là cây này hôm nay kịp là các bạn thấy không, phải sáng như vậy nè, ngày 20 là cây mai nó phải sáng như vậy nè, là cây mai nó mới kịp nè, các bạn thấy không? Đó, nó nụ nó vỏ lụa nè, các bạn thấy vỏ lụa nó chóc ra không? Chóc vỏ lụa ra hết rồi, thấy chưa? Đó. Cái mai này mình hái bữa 15, bằng mai hái 15. Còn cái mai này hái 16. Hồi năm ngoái tôi hái nó là 17, 18 hay sao, năm ngoái hái 18. Hái 18 thì nó rực rỡ nhất là ngày 12. Nói chung là hôm năm ngoái tôi hái 18 thì ngày 30 Tết có bông rồi, ngày mùng 1 Tết vẫn có bông nhiều rồi, nhưng mà nó không có rực, cái độ rực rỡ của nó, cái độ đẹp nhất của nó. Như cái bởi vì hôm năm nay tôi lùi lại hái ngày 16, thế mà gặp một cái đợt lạnh, cái đợt mà khí hậu mà nó thay đổi như thế này, nó làm cho cây mai nó chậm lại ha. Nụ mai thì rất ok, thôi kệ nó, biết sao vậy các bạn, thời tiết. Giờ tôi cũng sẽ mời các bạn qua bên cái góc bên này, tôi có một cái cây mai mà tôi thấy rồi, cây mai nó ok á, cây mai dảo Thủ Đức. Cây mai trồng hộp, tôi trồng được 2 mùa rồi các bạn. Các bạn xem thử cây mai này ha. Cây mai nó nở năm nay, chứ cây mai này nở rực đúng á. Đây, góc bên đây nè. Cây mai bên đây nè. Các bạn thấy cây mai tứ quý không? Mai tứ quý nè. Quá trời bông không? Sung trái, sung này mau chín lắm, trái mau chín. Còn cái tắc này ít trái, tại vì mình mới làm hôm vừa rồi, mình làm clip chia sẻ với các bạn, nó được cái bông nó nhiều. Đây cây này các bạn, cây này là cây mai zin, cây mai dạo Thủ Đức. Cây này một cốt hai thân, các bạn thấy không? Nó láng sáng vậy. Đây nó nứt ha, nứt cả trơn nè, xanh như thế này. Cây mai này nó sẽ nở rực rỡ từ bắt đầu ngày, theo tôi dự đoán á, nó nở rực rỡ á từ ngày 30 Tết, nó kéo dài tới ngày, kéo dài đến ngày mùng 5 Tết luôn. Bởi vì cây mai này cái số lượng, cái bông của nó, cái nụ của nó thì nhiều, nhưng mà nó không có đều á, nó trường hợp nó nở trước nở sau. Các bạn thấy không, có một số nụ thì nó còn đen đây nè, số nụ còn đen, còn một số nụ thì nó lại bung ra. Như là nụ này nó bung nè, nụ này bung nè, đó mấy cái nụ này nè. Ngày hôm nay mà đúng ngày hôm nay thì cái nụ nó phải như vậy là mới là đúng nè. Còn những cái nụ mà nó đã lòi cái nụ cái ra như thế này là nó hơi sớm. Nhưng mà cây này thì nó nhiều lắm, quá trời luôn. Hầu năm ngoái nó chỉ có vài bông, khi mà tôi test mật bông rồi tôi mới đem vô chế độ tôi dưỡng lại. Năm nay đây nó có bông, là bông nó rất là bự các bạn. Bông bự chết mẹ rồi, chờ nó có gãy mẹ nó rồi. Bông đỡ hôm qua. Bông do là cái mai này cái dòng như là mai zin á, thì cái bông nó dao động từ 6 cánh đến 12 cánh. Chào đất ơi, đụng vô cái nó gãy mẹ nó nguyên chùm. Dưới cái cây như thế này thì các bạn để tự nhiên ha, để tự nhiên thôi. Các bạn mà kích thích nó, các bạn phun thuốc Atonic vô thì nó sẽ nở sớm á, những cây này để tự nhiên. Rồi ok, hôm nay thì tôi cũng có làm một cái clip nhỏ nhỏ này thôi, chia sẻ với các bạn cũng như là cái cách nhìn nhận cái nụ mai, để cho các bạn tiến hành, một là chúng ta phun thuốc kích cho cây mai nó nở, hai là chúng ta kìm hãm lại cho cây mai nó chậm một chút xíu để cho nó kịp Tết. Thì nói chơi mai thì nó phức tạp như vậy, cây thì nó nở sớm, cây thì nó nở muộn. Cái này nở muộn rồi nè.
giờ tôi cứ sẽ cho nó một liều thuốc đây. Ok, hôm nay cũng chỉ vậy thôi. Tôi sẽ cập nhật tình hình cái này đi. Hôm nay tôi làm thuốc cho cái này ha. 3 ngày sau tôi sẽ tiếp tục cho em này phát sóng để cho các bạn xem thử coi sau 3 ngày thì cái mai của chúng ta nó phát triển như thế nào. Rồi đến đây tôi phải nói là chia tay với các bạn rồi. Rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Bye bye.